Ui, từ 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 nên cuốn tượng tôi đi, tôi cuốn quần áo tôi đi rồi ông níu lại đó, ông rình ông níu lại chứ tôi lém, mà ông nói ông năn nỉ mới thôi ở lại với anh đừng. Nếu mà tôi đam mê gì tiền ha, đam mê ham dâm dục, đam mê vật chất tôi bỏ lầu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện tại thì Bùi Hồ cùng với em Phong Bùi đang có mặt tại xã Tân Bình, huyện Tân Trụ của tỉnh Long An. Và sau lưng đây là ngôi nhà của một người phụ nữ phải chăm sóc một người chồng với một người con bị bệnh tâm thần. Và cái tình trạng thì người chồng với người con của mình thì hàng ngày phải bị xiềng xích lại. Và theo chia sẻ của em Phong thì hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại em Phong Bùi sẽ vào đây để thăm cái hoàn cảnh gia đình của cô nha cô bác quý anh chị. À, thông tin một người chính xác, cô nói ở đây là ấp 5, xã Tân Bình. Dạ. Ôi, cô Sáu hả? Sáu. Nhà nuôi mèo nhiều cơ không? Không có, mèo hoang nó tới nở không sao. Mèo hoang đó, nó đẻ nhà cô Sáu luôn hả? Ừ, ấy nó, đâu có đủ nó chỉ kệ. Cô Sáu là một lúc nuôi lên đến 20 con mèo. Mèo gì ta ăn thịt thích đáo rồi, này còn có mấy con đó nên người ta gài ta ăn thịt. Dạ. Yeah. Rồi cô Sáu nuôi cũng mười mấy con chó nữa. Mười mấy con chó trời đậu cũng mấy con. Cô mèo với lại gà cứ lũ khủng nó vô rồi. Tám con vậy ăn. Hai con bây giờ cô còn mấy cô cháu mình đi vô trong đi. Ở đây thì cái không gian nhà của cô á, tất cả các con vật ở đây nó đều sống ở trong nhà nè, nó cứ những cái con vật này nó gà rồi chó rồi mèo ở trong nhà. Đi ở nhà nó đâu có ai làm phụ đâu. Ủa cái này là sao con? Cúng lên đó rồi bị ấy đó, bị mấy cái thùng này chưa có dẹp nên không có dám cúng nên nhà nó rớt. Dạ. Cháy à? Dạ. Thành ra anh để dưới này cũng đỡ chứ ra viên phải cúng ở trên đó. Em mẹ Năm Hải. Ủa, bên đây là mẹ Quang Âm. Mẹ Năm Hải. Dạ. Phật Ngọc. Bà Quang Âm ở đây. Còn đây cũng Quyệt. Còn đó là ông Thần Tài, ông Địa với ông Phật Tổ với ông Lân. Ôi tôi thỉnh cái kia về không được, nửa đường cái nó bị đứt, nó rớt. À, cô Sáu á, một lúc là nuôi hai người bị bệnh tâm thần anh Hồ. Nhưng mà cô thì khá là thờ cúng, khá là bài bản. Gần như là mỗi lần em ghé nhà cô á, em đều thấy là cũng có đốt nhang, cũng có trái cây để cúng thờ hết á. Mới dẹp mới nãy ra chứ lúc nào cũng cúng. Dạ. Cô Sáu là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 83, sinh 59. Kỷ Mợi đó. Dạ. Bên đây là ai đây cô? Con, thằng con lớn á, ở Trần Trùng. Ngủ vậy chơi vậy. Cầm. Ở Trần nói. Trần Trùng nó bệnh tư, năm 19 tuổi tới 37 tuổi mà nó không nói, nó 19 tuổi câm tới giờ luôn, nó bị trận não đi học lớp 10 mà. Đừng chết à. Dạ. Đứng trận mắt à. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 37, nó sinh năm 86. Phải không? Dạ. Anh phải bị xiềng bởi một cái dây xích như thế này. Và bên đây là cái nơi vệ sinh của anh luôn. Làm cho nó mình nó mất đá để em nghĩ vậy đó. Trời ơi, tội ghê. Mới dọn rồi nó nên ấy ra nó. Đâu đâu đâu, cô dở hen lên ngủ. Đó, cái gì mà. Ê, nằm lăn vô chỗ phòng đi vệ sinh. Hốt rồi, nó mới ấy đó. Chưa ra đi chợ, để về chút mà hốt chứ không có ai dọn. Thằng đó nó vòng hoài không à. Bên đây là chỗ của cầu chồng của cô hả? Dạ. Cô Sáu thì với lại chồng của mình là lúc mà cô có chồng thì chồng của cô là cô bao nhiêu tuổi? 27 tuổi, cưới về 27, còn ổng 28, ổng tuổi Tuất. Ổng sinh năm 58, tôi sinh năm 59. Dạ, rồi. Năm nay tôi về 38 năm rồi. 38 năm. Ừ, đâu có chịu đựng 38 năm rồi đó, về còn có 27 tuổi à. Cái căn duyên tình nợ sao mà cô với lại chú gặp nhau? Không phải xứ xứ này xứ ổng, quê ổng. Còn quê tôi ở miền Trung, ở Bình Định, xã Tâm Quang, huyện Hoài Nhơn. Ông già cũng, bà già cũng ở đó luôn. Nhưng mà thất lạc vô tới đây là chạy giặt. Cho má lớn tôi. Má lớn, mẹ lớn, năm anh em. Rồi sao cưới mẹ lớn không con, rồi sao tôi, mẹ tôi buồn ra đi mới kêu ba tôi cưới vợ đi để má không có chịu, má không chịu con cháu nó vòng, má không có chịu.
mà ba tôi chịu thôi, nhung nhằn mấy lần rồi mới thôi được, mới cưới mẹ sao tôi được. Năm anh em tôi thương bà lớn không con chiếc ra bớt tôi cho tôi thất lạc nay còn 4 tuổi tới giờ là mấy chục năm. Cô là người miền Trung ở Bình Định thất lạc vô đây đẻ anh chạy giặc đẻ ở Từ Vũ, tôi với ông anh đẻ Từ Vũ chứ miền Trung người ta trọ trẻ đâu phải tiếng vậy. Tại vì tôi chạy giặc đẻ trong Nam, đẻ anh tôi với tôi đẻ trong Nam, không biết anh nào, anh thứ sáu anh thứ bảy, nhưng mà anh thứ sáu thì chết bệnh năm 20 tuổi thứ sáu mạnh á. Còn út quá thì giờ còn có 4 người thôi mà giờ chưa gặp mặt nữa đó. Tôi quên cái mặt, giờ tôi thấy tôi quên mặt rồi, tôi không nhớ nổi. Tại vì thấy tôi bị kêu hỏi á, gốc gác tôi biết. Tại vì mẹ tôi yếu người, mẹ tôi nói kể lại cho tôi nghe. Chia sẻ với mọi người á, là cô Sáu này, cô tên thiệt là tên là Thủy. Và tính đến bây giờ là 30 mấy năm, mình cho làm tròn đi là 40 năm rồi. 40 năm người ta nói là 40 năm là gần như là hết nửa cuộc đời rồi. Mà cô phải sống cái cuộc sống giống như là địa ngục trần gian vậy. Một lúc là phải nuôi hai người thân. Đó là bây giờ ông Hiền bớt ra. Hồi đó anh trời, không nhận giờ ngồi đứng dậy được đâu. Quanh tống đá rồi ở trong ngôi cũ á. Cô còn nhớ những cái vết thương ở trên người mình mà đó giờ bị chồng mình đánh mình không? Thì nó đau ở trong chứ đâu có đau cũng mài. Đấm thôi đúng không? Còn bầm mình bầm mẩy chứ bộ xong rồi không thuốc uống không tiền uống thuốc mà dệt từng đôi chiếu mua gạo ăn đó mà ráng mà dệt vậy thôi chứ không dệt lấy gì mua gạo ăn. Hồi đó khắc khổ lắm, vất vả lắm, không ai giúp đỡ hết. Chia sẻ thêm cho anh Bùi Hồ được rõ là cái mối tình giữa cô với chú sáu là tên là chú trước chú sáu á là hai mối tình được mai mối. Và có những lúc cô khi mà cưới với nhau cô cũng khá là buồn bã. Tôi bỏ qua bữa sau là tôi đã ấy rồi, tôi đã đi nên cúng tượng tôi đi, tôi cúng quần áo tôi đi rồi ông níu lại đó, ông rình ông níu lại chứ tôi lém. Mà ông nói ông năn nỉ mới thôi ở lại với anh đừng bỏ anh. Tôi nghĩ cái từng cái tiếng nói tôi ở lại mà ở lại thì tôi khổ. Lúc đầu thì cô không biết là chú bị bệnh. Không, không phải sức tôi ổng đi làm thành phố. Rồi lúc bệnh, rồi lúc ba mươi mấy người quấn ở đâu cho mình nhập trận đi, tới giờ nó chạm đó. Chứ người ta là người gia đình có công mà, nó ưu tiên đi thành phố mà, công an đặc biệt của thành phố mà. Chú trước đây là công an? Bộ nội vụ làm tại gốc luôn. Công an của ổng là đồ xe dinh không, chứ không có áo vàng, áo xanh đâu. Ngành trinh sát mọi tuyến. Nhưng mà hồi đó tôi về tôi nghe nói chứ tôi không có chưa về. Hồi đó cái trận đó như vậy cái nó nhồi luôn, cái ông bệnh luôn, cái ông mất trí làm như nó quýnh người đá cái đá qua đá lợi như trái dừa dập mà còn gì cái đầu. Chứ hỏi chứ hành đâu phải chọn công an là dễ đâu. Tiễn là khó là gia đình ổng nè, nhà anh ruột ổng là bộ đội. Bộ đội miền á, bộ đội chủ lực cho bộ đội mà ra mà bắt bum 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 á, bộ đội miền đó ổng đại quý hay gì á, ông tôi chọn á. Còn mẹ ổng là cũng như là không có chữ nghĩa nhiều, nhưng mà bà có chữ nghĩa nhiều, chắc ổng mới ổng tuyển chọn ra làm việc á, đi nấu cơm giao liên đó. Gia đình ưu tiên cũng như có công đó là đòi ông này phải cho đi mới được, tiễn mình ổng đi à. Xã có mình ổng đi thôi chứ không có ai á. Mà má tôi không có chỗ đi, má tôi cưng bây giờ ổng út hết. Bà nói vậy đó. Rồi đi vậy, đi nửa chừng về thì giờ về. Mà tôi thôi tôi vô tôi cũng thối chí rồi mà tôi ráng á, ráng kiên nhẫn á. Không có tình thương. Ở nhà ổng vậy chứ, không có tình thương. Nói chung người khôn cũng không có thương. Là người khôn là người khôn của ông á, không có thương, hiểu không? Nói vậy là sơ sơ biết rồi đó. Tao không thương, tao không nghĩ tiền trên hết thôi. Từ đó đến giờ khi mà chồng cô và con cô bệnh á, thì có ai lui tới thăm nom hoặc đặc biệt là mẹ ruột hoặc là bà con anh em ruột gì của chú Sáu trước không ạ? Không có dám lại gần. Mà hả, có lỡ mà có chạy ra bà chị chồng rồi bà nói mà để là vậy sao, mà để ra đây sao không dám ở. Bà chị chồng có thấy ông xanh lẹ lẹ có sợ lắm, ở nhà ai cũng sợ. Rồi ông anh cũng không có ấy, có qua lắm, có đám tiệc, có đám dỗ ba ông hay gì, hay dỗ anh rể gì cho ăn, gửi cho ăn vậy thôi chứ không có tới luôn. Thường
Nhưng mà có khi nào cô cảm thấy muốn từ bỏ không cô? Thì kiểu như tôi, con người tôi cũng bị kỳ trí á. Chứ người ta nói dữ lắm. Về xứ này người ta nói một chục người đủ một chục trăm mà mấy chục người đủ một chục. Mà tôi kỳ trí chứ ai người ta không ở. Mà tôi nghĩ cũng như mình có đạo đức mình ấy thôi. Chứ nếu mà tôi đam mê về tiền á, đam mê ham dâm dục, đam mê về chất, tôi bỏ lầu. Khỏi nói tôi cũng bỏ. Không có để ở có con mà cũng không có ở nát ngày nào đâu. Mà ở đây thì người ta, những người có tiền người ta đánh giá mình, ta nói mình điên, điên lấy đồ khùng. Cô đã xiềng xích chú với lại... Tôi không có dám xiềng à. Dạ. Người ta xích ra người ta bao nhiêu lần, người ta 40-50 người bắt họ quýt theo đông mạnh, quýt người ta thấy bà. Tôi xúc ra tôi làm như tim nó rớt, muốn rớt ra. Tôi thấy tôi sợ, tại vì tôi ở gần rồi nó tống lén đá, lén đánh lén tiếp, tôi sợ nó mất hồn. Vậy là cô không phải là người xích nhờ bà con lối sớm xích giùm. Nhưng mà đây là người thân của mình, người chồng. Sợ quá, tôi đâu có dám xích, tôi làm có làm đâu. Ở trong ông bưng cột, ông phá nhà, ông đốt nhà, phỏng luôn đó, ông bị lắm, phải te tôi luôn á. Lên nhà thương, cho lên nhà thương. Bác sĩ nói, bác ơi bác, anh này anh lên đây anh hiền quá. Bác nói ở nhà anh quậy, anh quýnh, anh đập, anh phá gì. Sao không thấy gì, thôi bác cho về đi. Ở đây người ít việc nhiều, phục vụ biết sợ quá. Lên trở nó hiền khô mà, ở dưới này tụi cũng bị te tôi. Mà ha, má chậm chạy không á. Tôi không có dám ở, nên tôi không có về, dám rời á. Bà đi đâu, bà nói, thôi mày nhà với nó đi, tao sợ lắm. Vì là, vì một cái câu nói của... Dạ. Có tôi mới la trắng đó, chứ không thôi là mẹ mấy chị ông vô là chết, nó quýnh nó chết à. Bà nói tao cưới mày về, tao không cưới, nó quýnh tao đi, tao chết, tao đâu có thấy. Nó quýnh sau lưng quýnh tới rồi, bà không biết gì. Nhưng mà nói chứ tình thương không có. Nói không nè. Anh Hồ nãy cô chia sẻ một câu mà em thấy khá là động lòng á. Chỉ vì một câu nói thôi. Và khiến cho cô anh bệnh, tôi nghĩ anh bệnh mà anh biết câu nói đó tôi mới ở tới giờ nó sâu sắc á, tình cảm có tình cảm sâu sắc tới ổng chứ ai chắc không cần đâu. Mười câu nói chúng ta chưa ở nữa chứ đừng nói. Cô nhắc lại cho con câu mà người chồng mình đã từng nói mà khiến cho cô phải 40 năm qua sống như một cái cảnh mà địa ngục trần gian không? Thì nói sao? Hồi đó chú nói gì vậy, cô nhắc lại cho tụi con nghe lại. Thì nói em ở lại với anh, đừng bỏ anh, bỏ anh tội nghiệp. Nói anh ở nhà má đi, thôi, má khác, vợ khác. Ồ. Ông nói má khác, vợ khác. Theo anh nghĩ, má là mẹ, má là mẹ, ông biết ông nói đó. Thành ra tôi cũng nghĩ là tôi mới có cái động lực tôi ở chứ ai mà thèm, ở khổ thân ta đó. Dạ, như bây giờ chú Sáu và con của cô đã không còn hung dữ nữa. Cô có nghĩ là ngày mai cô sẽ tháo cái dây xích này ra không? Nên không phải là tôi phái xiềng vậy, nhưng mà tôi không có hy vọng. Tôi tháo ra chừng đông chừng tháng ổng lại ngẩn ổng mập quýnh lén bị cái đầu nó chạm rồi, nó đâu phải như mình đâu. Thần kinh mà thần kinh dữ chứ không phải thần kinh hiền đâu. Thần kinh này tới chừng nó ăn tới chừng nó khoan vô đầu nó khoan chừng nó đổ. Trận đánh nào mà khiến cô đau nhất không? Đó giờ cô có thể... Trận nào cũng riết là mất như mất hồn, mất vía hết đó. Trận nào riết ở với ổng như ở địa ngục, đúng rồi. Mấy cậu nói đúng rồi. Ở với ổng như ở cửa ngục 12 vậy. Nhưng mà còn con cô có đánh không? Đánh luôn. Nó mới đầy thôi. Nó mới đánh này chắc mấy năm thôi. Chứ nó hồi đó nó hiền lắm. Nó đi học, nó nói ội ội mà nó gặp ai nó cũng hỏi vui vẻ, đâu phải vậy đâu. Giờ cầm này hồi 19 tuổi tới giờ. 19 tuổi là phát bệnh cầm. Trước đây thì không có. Không, đi học bình thường mà. Nó chơi rồi nó đi về kỳ cọ sạch sẽ. Bây giờ chân tay hòm hố không dám rớ. Nhiều tóc tai dài cũng rình rình mà hớt đó. Chứ nó khác hồi đó nhiều. Từ hồi nó bệnh tới giờ nó cầm nó không nói nữa. Thì sau khi mà người chồng của cô bị bệnh vậy đó, người con của cô là một người... Người con đang bị xích bên kia là một người mà coi như là điểm tựa tinh thần của cô. Thì sau khi cô phát hiện thì lúc đó cái nó ấy đi chơi 2003 mùng 2 Tết. Mà tự nhiên sao mà nó đi chơi sáng đêm đó mà nó về nó ngủ nó nằm hoài không dậy, mỗi khi nó dậy sớm lắm. Quật qua lật lại dạch con mắt coi cái con mắt cứ ngắt. Không phải, nhưng mà tôi rờ tim thử coi. Tim nó thẩn thở,
nó còn thở là còn cứu được. Thành ra tôi mới kêu người ta chở đi tới chiều tối vô nhà thương đó, 2 ngày 2 đêm nó mới tỉnh, vô nước biển 29 chai, nằm nửa tháng trời rồi về quậy nữa. Nó hiền rồi sao nó về nó quậy, nó la nó nè, chở nhập nhà thương tâm thần, nằm đâu được luôn, 2 tháng nó tỉnh rồi về. Rồi về tới giờ không dám nữa, nó xuống rừng rồi nó nằm ở dưới, thấy ghê quá xìu luôn á. Mấy ngày không có ai chăm sóc là chết á. Hiện nay thì cô làm cái công việc gì để mà cô sinh sống? Tôi thì hồi đó dịch chiếu, ở trong dịch chiếu, cái nghề dịch chiếu là hai cái cảm đôi chiếu nhỏ thì 1,5 ký, còn đôi chiếu thứ 6 thì 2 ký. Không có đôi chiếu đó chết à. Rồi xong rồi dịch chiếu, rồi từ hồi ra đây tới giờ bận biểu công chuyện vậy đó. Lẫn quẩn theo mấy người này là vậy đó, săn sóc vậy, không có nghề nào chính thức hết á. Không có nghề nào mà an cư được á, anh tại vì mất lo đi quay cho hai người này nè. Mỗi một ngày như thế thì cô làm ra thu nhập được khoảng bao nhiêu tiền hay cô thấy? Không có thu nhập gì, có nuôi mấy con gà thôi hả, kẹt kẹt có bán chứ gà đó cũng 180, dạ lúa đâu có lời, bán theo gà đất mà. Rồi vậy đó hả, chó cũng có nuôi gà con hả, mình kẹt tiền mình cũng bán vậy thôi, chứ không có nghề nào mà thu nhập chính, đi không có được, làm không có được. Mình bây giờ cái nguồn thu nhập đó không mấy rồi, không lâu có mạnh thường quân đồ cho với tiền tháng, sống tiền tháng à, cũng là mới đây nè, mấy năm nay à, tiền tháng ổng à, nay được 1,000,000 á, lên mấy chục á. Ở đây thì mình không khỏi xót xa khi mà cái toilet phải lại xây ngay trong cái phòng này, việc mà tắm rửa của chú là cô phải làm đúng rất không? Rất là tiện. Dạ. Đợt lớp không? Đây thấy không? Giờ đây đó hình ra không vô tới đó, còn dễ tới đó. Còn mỗi khi 12 năm về trước phải không, là một quần cất nè, dắt ra không biết gì hết, một quần cất à, một đít cất nè, cất nhẵn nhẹ, rồi hai tay cất dò viên dò cục để lên cái bàn thờ, để bàn thờ ba cái thờ ba chồng á. Mà ông tỉnh mới là mấy năm nay thôi, tỉnh là từ hồi ra đây là ông không quýnh nữa, kiểu như là cho ăn mình không quýnh tiền bớt rồi, còn hỏi chồng không quýnh đá giờ này, giờ này không do chơi ký ông không nấu cơm to ăn ha, còn quậy chiều nước vô nước ở bờ kinh nước nó đứt luôn. Má chồng nó nghe thù thủ kìa, thôi mẹ ở với nó, tao đi tao khăn áo tao lên quần ơi tao lên đường, bà đi ngủ sớm không nó dám ở nhà cũng xúc động quá. Yeah. Bây giờ anh em mình qua phòng kế bên cho mọi người xem lại hình ảnh đứa con của cô Sáu nha. Hỏi ông cũng nói chuyện chú đó. Thì có vẻ là tỉnh táo hơn so với anh thì thiền bớt rồi chú quậy trầm à. Yeah. Anh thì gần như là mấy năm nay là không có nói chuyện. Ui từ để anh sợ anh lột đồ ra, ghi hình nó cũng không hay lắm. Không chịu bận, không hình quá. Mọi người thấy cô lấy cái mền đắp cho anh, và gần suốt bao nhiêu năm rồi là anh không có nói chuyện với ai hết nè. Anh tên gì ạ? 37 năm nay là 59 tuổi cầm tới giờ luôn á. Là năm nay là Châu Hoàng Vũ. Anh Vũ là năm nay bao nhiêu tuổi? 37 tuổi. 37 tuổi. Sinh năm 86. Nó mà theo suôn sẻ nay là nó khỏe rồi, có vợ con hay đi làm được với ai vậy? Giữa hai người chồng và con thì ai là người mà cô thấy chăm sóc cực hơn? Cả hai đều cực hết. Ổng cực dữ á, mà nay ổng bớt rồi, nhưng mà còn nó ỉa quấn hôm qua cái hai cậu kia vô đãi một mền luôn. Tôi đi chợ về ở nhà đâu hả, đi rồi đâu có người ở nhà đâu, thay phiên chăm sóc, thay phiên dọn dẹp. Chịu trận vậy tôi về tôi dọn, bởi vô thông cảm, nhiều khi cứ gà hoặc là nó dễ tay két vậy thôi, thông cảm thôi đi, vì gì có mình tôi chèo chống thôi à, giờ đâu ấy được. Nhà nước rồi tới tháng cho 1,000,000 tiền trợ cấp xã hội mới xét, nay chắc cũng gần 10 năm chứ hồi đó không có. Trời, vất vả lắm, ăn củ ăn khoai ăn ngô bẹ gì đâu, không nấu cháo mà nó cũng nuốt hết, ăn cực quá. Leo lên kêu người ta leo lên hái dừa chan nước dừa ăn với cơm. Đồ có hồi đó còn nước muối, bây giờ còn nước mắm chứ hồi đó nước muối không. Không giờ nói một cái câu anh đúng là địa ngục của trần gian.
cô sống trong cảnh này mà 40 mấy năm mà cô giống ông nhà tù Côn Đảo không? Nhưng mà được cái cô lạc không quan có buồn nha, lạc quan. Ráng dưỡng lên chứ thấy cái cảnh này thì đều chín ruột à, chứ đâu phải sướng. Ngoài họ chỉ họ ganh tị, họ ganh tị họ thấy mình hàng xóm mà hơi đâu tự nhiên thấy mình vậy đó, họ ganh tị họ nói mình sướng 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 là mấy bà không nghe vô lãnh đi chị giao cho. Hình như đó là một cái duyên, một cái nợ anh không? Trời ơi, cái này nợ kiếp trước đó, nặng lắm đó chứ. Ai mình thấy vậy chứ bộ không biết hay mà ở. Mẹ tôi không còn sống, mẹ nuôi tôi á. Không còn sống, mà kêu bỏ. Tao biết mày bỏ. Ở vậy sao mày ở khổ chết cái đời. Tao biết bỏ mà tôi không bỏ. Hôm nay tụi con thì đến thăm anh thì một lần nữa thì cô Thủy có thể đọc lại cái địa chỉ hoặc là cái số điện thoại của mình á cho mạnh thường quân có thể giờ chung tay giúp đỡ cùng với cô. Giờ số điện thoại không có nên ấy sao hai cái điện thoại bây giờ điện sạc đi sạc pin cái là tắt, sạc pin cái là tắt, không có ai gọi anh. Hồ cô Thủy thì lại không có xài điện thoại cho nên là cũng rất khó khăn anh em mình liên lạc. Người ta xuống đây thăm à? Mình sẽ ghi vị trí định vị nhà cô để cho cô bác anh chị nào nếu mà có ghé thăm thì có thể đến phiền lòng đến trực tiếp thăm cô Thủy. Nhà mạnh thường quân ta vô. Dạ. Ta gỡ. Thì con hôm nay con đến thì con có cái món quà của mấy cô chú á, nhờ con chuyển cho cô. Trước hết thì tụi con xin chuyển cái món quà của chị Trang ở Úc 1.7.000, một anh không nói tên 300, một cái chị chuyển khoản với nội dung là gửi cô Sáu ở Tân Trụ 200, một bạn không nói tên gửi cho cô Sáu ở Long An 500 và một bạn gửi 30.000 đồng. Thôi con gửi cô luôn 2.9 triệu á, để cô san sẻ khó khăn của cô cuối năm ha. Thành nói cảm ơn, tôi xin cảm ơn các mạnh thường quân đã có lòng giúp đỡ tôi với hai cậu tới đây nên quay lên thấy hoàn cảnh tôi vậy mà nhờ giúp đỡ dành chứ giờ tôi khổ, tôi không phải tôi muốn tôi khổ đâu. Yeah. Thì thực tế là tôi cũng muốn có chồng con nặng lo hoặc là mình làm được. Qua đoạn clip này thì cũng mọi người cũng hiểu bao nhiêu phần về cuộc sống. Đó đến giờ thì mình với anh Bùi Hồ cũng đi khá là nhiều cái hoàn cảnh, đặc biệt là những cái người mà có người thân bị xích á. Nhưng mà phần lớn thì mọi người sẽ đưa những cái người thân ra một góc nhỏ sau nhà. Còn cô thì lại bố trí nằm ở ngay tại những cái gian phòng chính ở nhà để cận kề chăm sóc. Ngay cả cái nơi cô ngủ á lại không có gọn gàng bằng cái nơi của hai người thân của mình. Tối nửa đêm vậy như thấy đái, thấy ỉa gì phải dội cực lắm á, tới ban đêm luôn á. Đây là nơi cô ngủ ở ngoài trước này hả cô? Không, tôi ngủ ở dưới miếng gạch đó mới lao. Đâu, đâu, cô cho con thêm. Đây, đây, miếng gạch đó hả? À, cô ngủ đâu? Ngủ dưới bề bột đó, miếng gạch đó đó. Ngủ dưới này hả cô? Dưới đó, nhưng mà mới lao cái gà nó đĩa đó. Ngủ, chạy chiếu ngủ. Chạy chiếu. Ở đây mọi người có, như Phong nói, mọi người có để ý rằng là ở đây là những miếng gạch chắp vá. Các con gà này rất là nhiều ở đây, cô phải lao ngủ ở đây để mà cà kề với lại anh với lại chú. Ôi là trực ngày đêm đó. Dạ. Ngày đêm chứ không có phải mà bỏ lơ nhìn. Đi đâu rồi cũng nó cũng no bụng đó à, chứ không phải mà đi rồi bỏ chồng con đói đâu. Dạ. Rồi con xin chào cô ha. Cảm ơn hai cậu nhiều với các mạnh thường quân rất nhiều ha. Dạ.